Xin chào các fan của Pi Network, tôi có những tin tức vô cùng thú vị muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy ở lại đến cuối video này vì những gì tôi sắp tiết lộ có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn về Pi Network. Tôi biết một số bạn có thể nghĩ rằng lại là một video nữa kêu gọi chúng ta chờ đợi. Nhưng hãy kiên nhẫn, vì đây không phải là một cập nhật thông thường. Tôi có thông tin từ nội bộ của Pi và nó thực sự rất tuyệt vời. Trước tiên, hãy nói về vấn đề mà ai cũng quan tâm, Pi Network đã mất khá nhiều thời gian để mở mạng chính và một số bạn có thể cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng hãy nhớ rằng, dù mất bao lâu, Pi Network vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Tôi biết rất dễ để so sánh Pi với Bitcoin. Có bạn nói rằng Bitcoin đã phát triển rất nhanh. Nhưng hãy nghĩ lại, Bitcoin không xuất hiện từ hư không, nó đã mất gần 20 năm từ khi ý tưởng xuất hiện để đạt được sự nổi tiếng như ngày nay đó là khoảng thời gian dài hơn tuổi của một số bạn đấy vậy nên dù hành trình của pi có vẻ chậm rãi vì pi không chỉ tạo ra một loại tiền điện tử mà đang xây dựng một hệ thống số mới một sự thay đổi tài chính sẽ làm rung chuyển thế giới và những thay đổi lớn như thế cần thời gian nhưng đây là phần thú vị đó là tin tức có thể thay đổi mọi thứ cho pi network và tôi không hề phóng đại. Bạn đã sẵn sàng nghe về những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường của Pi Network chưa? Bạn đã sẵn sàng để biết về những phát triển lớn có thể đưa Pi lên đỉnh cao chưa? Vậy hãy sẵn sàng. Vì bạn sẽ được trải nghiệm một hành trình đầy thú vị. Nhưng nhớ rằng, bạn cần phải ở lại đến cuối video. Tôi sẽ giải thích từng phần. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đây không chỉ là tin tức mà là tương lai của Pi Network. Trước hết, hãy nói về những người chơi lớn, các ngân hàng, các công ty lớn và thậm chí là các chính phủ đang bắt đầu chú ý đến Pi Network. Bạn có thể tự hỏi tại sao các tổ chức lớn này lại quan tâm đến dự án Pi của chúng ta. Hãy để tôi giải thích, Pi Network không chỉ là một xu hướng tiền điện tử. Nó là một thứ hoàn toàn mới, cung cấp những thứ mà các hệ thống cũ chỉ có thể mơ ước hãy nghĩ mà xem một mạng lưới phân tán siêu an toàn hoàn toàn mở và dễ sử dụng hơn cả việc đào một cái hố trong sân nhà bạn đó là pi nhưng điều thú vị hơn nữa là các ngân hàng và các công ty lớn không chỉ đang nhìn mà họ thực sự đang nghĩ đến việc tham gia vào hệ sinh thái của pi tại sao bởi vì pi có thể thay đổi hoàn toàn cách họ xử lý các giao dịch tiền tệ hãy tưởng tượng việc gửi tiền đi khắp thế giới nhanh hơn bạn có thể nói từ blockchain. Với Pi, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Và điều tuyệt vời nhất, những khoản phí lớn khiến bạn muốn hét lên mỗi khi gửi tiền ra nước ngoài có thể sẽ trở thành quá khứ. Nhưng còn nữa, các chính phủ cũng bắt đầu nhìn nhận Pi như một thứ đặc biệt. Họ thấy tiềm năng, đặc biệt là khi nói về sự minh bạch trong tài chính. Với Pi, mọi giao dịch có thể được theo dõi và kiểm tra dễ dàng như thể bạn có một bản đồ tiền tệ cho từng xu chi tiêu công khai. Không còn những thứ ẩn giấu hay kế toán lắc léo, chỉ còn sự minh bạch và trung thực. Bây giờ tôi có thể nghe thấy một số bạn đang nghi ngờ, nghe hay đấy. Nhưng liệu Pi đã sẵn sàng cho thời khắc lớn này chưa? Vâng, những người hoài nghi thân mến, để tôi kể cho bạn nghe về thứ gọi là Pesuk, hệ thống ngân hàng tự trị của Pi. Đây là phần thú vị nhất hãy tưởng tượng một hệ thống ngân hàng không ngấu nghiến tiền tiết kiệm của bạn bằng các khoản phí và lãi suất cao ngất ngưỡng bây giờ không cần phải tưởng tượng nữa vì test xúc đang biến điều đó thành hiện thực với test xúc mọi thứ đều minh bạch không có những người trung gian mờ ám và bạn là người kiểm soát tiền của mình giờ đây tôi biết một số bạn có thể nghĩ rằng nghe quá tốt vậy thì mánh khóe ở đây là gì chà không có mánh khóe nào cả p Network đã được thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo rằng nó đáng tin cậy hơn cả công thức nấu ăn ngon nhất của bà hàng xóm. Và an toàn hơn cả một pháo đài. Nhưng khoan đã, chúng ta mới chỉ bắt đầu. Bạn có nhớ coi trao không? Ứng dụng tuyệt vời mà ai cũng nhắc đến. Khi nó giành chiến thắng trong cuộc thi hát ca thôn quý tháng 1 năm 2023. Nó đang hoàn thiện và đang chuẩn bị cho việc ra mắt mạng chính mở với nhiều tính năng hơn bạn có thể tưởng tượng chúng ta đang nói về việc gửi tiền giao dịch pi để mua sắm trực tiếp với người khác một ví điện tử an toàn và thậm chí là hệ thống thanh toán riêng của nó gọi là coi pay như thể họ đã lấy tất cả những gì bạn có thể muốn trong một ứng dụng tiền điện tử và gói gọn lại trong một nơi và đây hơn một triệu pi trên mạng chính đã được giao dịch trên coi điều này không chỉ ấn tượng mà còn tuyệt vời. Nó cho thấy mọi người không chỉ nói về Pi, mà còn sử dụng, giao dịch và yêu thích nó. Nhưng khoan đã, còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hệ thống thanh toán của Pi Network đã sẵn sàng và sắp ra mắt trên mạng chính mở. Họ đã xây dựng một mạng lưới khổng lồ các nút trên khắp thế giới. Điều này có nghĩa là các giao dịch sẽ cực kỳ nhanh và an toàn. Và đừng quên chúng ta, những người tiên phong. Hiện tại đã có hơn 60 triệu chúng ta. Các bạn ạ, à, con số đó còn nhiều hơn cả dân số của nước Ý, tất cả đều hỗ trợ và tin tưởng vào Pi. Chúng ta không chỉ là người dùng của một mạng lưới. Chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, một lực lượng không thể coi thường. Với sự ủng hộ của chúng ta, Pi có thể trở thành một đồng tiền kỹ thuật số toàn cầu đáng gờm. Giờ hãy sẵn sàng vì tôi đã giữ lại phần tốt nhất cho cuối cùng một nhà phát triển tên là Casey vừa thực hiện điều gì đó khiến mọi người phải bàn tán nhớ rằng Casey không phải là thành viên của nhóm cốt lõi nhưng anh ấy đã đóng góp với tư cách là một lập trình viên anh ấy đã tạo ra một hợp đồng pusd mới sẽ thay đổi mọi thứ nó cho phép bạn đổi pi sang usd với tính năng an toàn nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với những người như chúng ta điều này có nghĩa là chúng ta có thể đổi pi sang usd dễ dàng và với tính năng an toàn nó an toàn hơn cả việc bạn giữ tiền dưới gối và đây là phần hay nhất nó có hệ thống kho bạc tự động dựa trên các hợp đồng thông minh điều đó có nghĩa là bạn có thể cho các ngân hàng vay đồng pi của bạn và kiếm lãi như thể đồng pi của bạn đang làm việc cho bạn ngay cả khi bạn đang ngủ vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì cho tương lai của pi các bạn thân mến chúng ta không chỉ nói về một loại tiền điện tử mới mà là một cách suy nghĩ mới về tiền bạc. Một thế giới nơi bạn có thể gửi tiền khắp nơi dễ dàng như gửi một tin nhắn văn bản. Một thế giới nơi tiền kỹ thuật số của bạn thực sự làm việc cho bạn, kiếm lãi thực sự thay vì chỉ nằm đó không làm gì cả. Đó là thế giới mà Pi Network đang xây dựng và điều tuyệt vời nhất là nó không phải là một giấc mơ xa vời. Nó đang diễn ra ngay bây giờ. Nhưng để tôi hỏi bạn điều này, bạn đã sẵn sàng chưa? bạn đã sẵn sàng kiểm soát tiền bạc của mình chưa bạn đã sẵn sàng trở thành một phần của cộng đồng toàn cầu đang thay đổi cách chúng ta nghĩ về tiền bạc chưa vì đó là điều mà một người tiên phong của pi đòi hỏi chúng ta không chỉ là người theo dõi mà chúng ta là người cầm lái chúng ta là những người sẽ làm cho mạng lưới này thành công khi chúng ta khai thác khi chúng ta sử dụng pi mỗi khi chúng ta kể cho ai đó về nó là chúng ta đang xây dựng hệ thống tài chính mới này. Vậy bạn có thể làm gì để trở thành một phần của sự thay đổi này? Đầu tiên, hãy giữ cho mình luôn cập nhật các thông tin mới. Theo dõi những tin tức mới nhất về Pi Network, tham gia vào các diễn đàn cộng đồng của Pi. Thử nghiệm các ứng dụng như coi trao khi chúng ra mắt trên mạng chính mở. Và quan trọng nhất, hãy lan tỏa thông điệp. Hãy kể cho bạn bè, gia đình thậm chí cả những người hàng xóm của bạn càng nhiều người biết về pi mạng lưới của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ giờ đây tôi muốn nghe từ các bạn điều gì khiến bạn hào hứng nhất về những phát triển này bạn muốn thấy những tính năng nào trong các ứng dụng pi trong tương lai bạn nghĩ pi có thể giúp cộng đồng địa phương của bạn như thế nào hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới còn đối với những bạn vẫn chưa chắc chắn về pi để tôi hỏi bạn điều này bạn có thực sự muốn bỏ lỡ điều gì có thể là cuộc cách mạng tiếp theo trong thế giới tài chính không năm năm nữa khi đã thay đổi cách chúng ta xử lý tiền bạc bạn muốn là người nói rằng tôi đã ở đó từ đầu hay là người nói ước gì tôi đã tham gia sớm hơn hãy nhớ rằng mọi sự thay đổi lớn đều bắt đầu từ một nhóm nhỏ những người tin vào điều gì đó lớn hơn chính mình đó chính là chúng ta những người tiên phong những người mở đường. Những người đã nhìn thấy tiềm năng của Pi. Vì vậy, hãy tiếp tục khai thác. Tiếp tục học hỏi và tiếp tục tin tưởng vào Pi. Chúng ta đang bước vào một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn. Trước khi tôi kết thúc, hãy để tôi để lại cho bạn một suy nghĩ này, trong một thế giới luôn thay đổi, đang trở nên kỹ thuật số hơn từng ngày. Pi Network không chỉ đang theo kịp, mà còn đang dẫn đầu. Chúng ta không chỉ đang thích nghi với tương lai mà chúng ta đang tạo ra tương lai đó. Vậy bạn đã sẵn sàng tiên phong trong tương lai của tài chính chưa? Con tàu Pi Network đang rời khỏi ga và nó đang tăng tốc rất nhanh. Vì vậy, hãy lên tàu, sẵn sàng và chuẩn bị cho hành trình cuộc đời bạn. Vì với Pi, bầu trời không phải là giới hạn. Đó chỉ là khởi đầu.